Cuộc đời này biết được ngày hôm nay chứ mấy ai đoán được ngày mai. Vậy nên khi ở hiện tại ta còn cạnh bên, còn nắm tay nhau thì đừng lừa dối, đừng mang niềm tin của người khác để trêu đùa. Bạn chẳng thể nào biết được người bạn lừa dối ngày hôm nay là người tin tưởng bạn nhất. Người để bạn làm tổn thương là người xem bạn quan trọng nhất. Hãy đến với nhau bằng sự chân thành vốn có bạn nhé.